chia sẻ với các bạn một cái cây mai cúc đang có bông. Họ rất đẹp nha. Họ dùng như cái đầm nhiều vạn thọ luôn ha. Bông đầm như vàng thọ luôn. Đó, anh em muốn mua về làm giống thì liên hệ mình nha. Đấy, nó đầm 6-7 lớp luôn. Qua trời. Đầm dùng như một cái bông hoa vàng thọ luôn. Đầm đều hết nha mọi người. Cực kỳ khéo luôn. Coi thì nó nhỏ thôi nhưng mà anh em thấy không? Cái mạch hoa cực kỳ đẹp. Mua về làm giống chơi. Coi dáng lông 1 2 3. Trên đây mình chưa uống. Thả nuôi. Mấy này lứa nó còn nhỏ nên mình cũng không có quan tâm lắm. Hôm nay nè thấy nó ra bông như thế này thì mình chia sẻ lại cho anh em được cảm nhận được cái mạch hoa. Anh em muốn mua về lấy làm giống chơi độc quyền thì liên hệ mình nha. Hoa nó đẹp như đức hạnh của hành giả minh tuệ luôn ha, cực kỳ đẹp luôn. Mình đặt cái giống hoa này là hoa cúc minh tuệ nha các bạn, cúc minh tuệ. Gì nó quá đẹp, những gì nó đẹp nhất thì mình sẽ lưu giữ lại để làm tư liệu nha. Đó, hoa trên cây rõ ràng. Gốc, phần gốc của nó này. Rồi, anh em nào thích cái cây cúc giống minh tuệ này liên hệ mình nha. Số điện thoại mình là 0849020790. Này chơi bò, anh em mua về mình lấy bò mình ghép vô cho nó đẹp ha. Vì cái dòng này nó rất là hay, dòng xương ké nó cực kỳ là nhiều. Xương ké nhiều mà cành nó dẻo nữa nha anh em. Cành nó dẻo. Cành cực kỳ dẻo luôn ha. Thoải mái nha, bị thoải mái. Mua về mình ghép vô mấy cái gốc mình chơi bonsai cực kỳ đẹp luôn á. Còn mình chia sẻ mấy kho lại một lần nữa, kết thúc video luôn nha anh em.